Này cất nhà với mé sông nó hơi chật chội cả nhà ơi, là không có rộng thoáng như là ở trên bờ, cất trọn lõn cái sàn không có chỗ vịnh, không có chỗ chổi gì hết. Chuẩn bị lên chất thứ hai nha cả nhà. Cái này mình bỏ hết cái một cái cục cái hàng cuối cùng hả? Thằng ba. Mấy kết vẫn còn làm mà làm nữa à. Rồi sáng ra nồi luôn. Kéo chân gọi sáng ra đâu. Đây đó em Thành đường đi xuống chỗ cái nhà cất nha cả nhà. Tên nghiệp 35 tuổi rồi. Đừng có đổi hoàn cảnh nha anh ấy. Ông đó cũng hợp lý chứ, bữa nay tiếp không có cái gì.
Nói thật sự bữa nay có cái nhà này khó cất thiệt cả nhà ơi. Có cái cọ lõi, có cái nền ở dưới sông không à, không có chỗ nào đứng vịn hết trơn luôn. À giờ 9 giờ mình lên được hai vách thì cũng như là gần, nói chung qua nửa đường rồi cả nhà ơi. Rồi bữa nay thằng Thành không lên, để cho phó sàm lên vậy. Cho nó bằng mí thôi, bằng mí cái xiên thôi đúng rồi. Ê, đó, anh em đâu? Chở lên đây đi. Chở lên đây. Bỉnh cái chiếc cổ vô coi. Mày tại có móc ngoài bằng quánh. Đâu có móc. Sửa lại. Chơi vô lúc. Bên ngoài luôn, sửa lại. Nhắc rồi. Chơi vô lúc luôn, chơi chơi để cho qua lên bên kia, bên bằng cái mấy cột chứ. Cho vô bằng mấy cột. Rồi lên một cây kèo luôn, hai cây. Lên ngoài sang kìa. Lên ngoài sang, lên ngoài sang luôn kìa. Lên đâu bánh bao, đưa vô bánh bao. Trên mấy, trên 8 ngoài đường, 8 được đây. Rồi. Bên nước rửa vô rồi. Để vô nè. Rồi bắt đầu chuẩn bị lên tên là bàn giao cái nhà luôn đi cả nhà ơi. Chào em nha, hôm nay ở tổ xây dựng nhà tình thương Định Yên cũng lên cất cho em cái nhà ha. Cho em anh hỏi thăm tí em tên gì ạ? Tên gì cũng được, trên giấy. Ban hả anh? Ờ tên Ban. Em Ban thì cho anh hỏi thăm là em làm người gì Ban? Dạ bán số. Số hả? Dạ. Em bán số một ngày thì em bán được bao nhiêu tờ? Dạ 200 tờ. 200 tờ hả? Đủ ăn không em? Dạ đủ sống khi bữa hộp đó. Chỗ này có cái nhà xong rồi đi bán có người nào để ý chưa? Rồi kiếm ai đi ha, rồi có nhà rồi kiếm người nữa là làm bạn nha em. Rồi bữa nay nói chơi thì cũng cất cho em cái nhà ha, lần em có an cư lạc nghiệp rồi đó em tỉnh rồi em chú tâm vô lo làm ăn ha. Dạ, dạ. Rồi cuối cùng kiếm người bạn của mình ha. Dạ. Rồi cũng chúc em có cái nhà rồi được làm ăn ngày ngày càng phát lạc ha. Dạ. Bán với số đất ngày lên 500 tờ đi em ha. Dạ. Cho anh hỏi thăm ổ mình ở đây mở đâu ra cái xã gì em? Dạ xã Hội An. Ấp gì em? Ấp An Thới. An Thới xã Hội An hả? Huyện gì? Huyện Châu Mới. Rồi ấp An Thới. Dạ. Huyện xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ha. Dạ. Rồi nói chung không có gì thì cất nhà xong thì hồi anh cũng gửi cho em phần quà ha. Dạ, với cho em tặng em 200 ngàn tiền vốn ha, rồi cho em làm ăn cho nó phát tài ha. Dạ. Rồi anh đưa trước 200 cho em đi rồi này.
mấy chú em có nói gì với mấy chú bà Đình Yên không? Dạ không, cô cũng cảm ơn nhiều. Ừ. Nói con em cảm ơn mấy chú cất cho con cái nhà, cho em cái nhà. Dạ. Rồi. Chị đây á, rồi cảm ơn ha. Dạ. Bán cái số bộ em hiền lắm mà. Ai kêu sao làm vậy ạ? Rồi. Vậy là mẹ của anh em ba anh hả? Dạ. Rồi bữa nay cất cái nhà cho em ba này cô em cô đi ha. Dạ. Cô thấy cô có mừng không? Dạ mừng lắm chú. Rồi nói chung là anh em thì cũng nghe hoàn cảnh của em ba anh gì đó. Dạ. Cũng lên cất cho em cái nhà để cho em có cái nhà em ở. Che nắng che mưa có mình cũng tự chủ hơn ha. Mừng lắm chú. Ừ. Mừng lắm không ngủ cũng được. Ngủ cũng được luôn ha. Dạ. Dạ. Làm có chỗ đi đi về đi ván đi buôn về không có phiền ai. Dạ. Rồi. Rồi cũng có gì cái gì rồi mình bà con nghèo thì cùng nhau giúp đỡ nhau mà hoạn nạn vượt lên khó khăn ha. Rồi chú. Rồi em bán cái số khi nào ế không em? Dạ có. Có là em làm sao? Dò hò chứ sao giờ. Dò hả? Dò. Dò hoài không em? Không, mấy bữa nay dò hết 50 miếng. Ế bán không ai mua. Rồi cái bữa nào cho nó bá vô một cái đi em ha. Rồi. Nói chung mình cũng là lượng sức thôi, mình lấy ít ít thôi nha em. Mình lấy mình nhắm thêm trời nha. Cái này mưa, nắng mưa rồi mình lấy ít thôi chứ để mà bán mà dò hoài cái là cái nhà này bán không ai mua đâu nghe. Rồi 35 tuổi rồi hả anh? Dạ. 35 tuổi mà nhìn coi nó khờ quá cái nhà mà không biết có khờ thiệt không nữa. Nói chứ thương anh lắm, thấy nhìn cũng thật thà lắm cái nhà. Mấy cái ngang cái cây để được. Cái rồi hôm nay 10 giờ là cái nhà cũng tương đối hoàn thành nha cả nhà. Chắc khoảng 15-20 phút nữa là cái nhà của em banh hoàn thành. Ủa còn cái dách xa mà cái đóng muốn ra làm gì ta? Hả? Sao đâu ai cũng ốm như em thôi. Rồi tặng em cái áo làm kỷ niệm em mốt mặt đi bán vé số rồi nhớ anh nha. Dạ. Nhớ mấy anh em ở Định Yên nữa. Dạ. Rồi. Tôi ở Định An à. Không Định An dẹp qua một bên. Dạ, trước cũng chung. Rồi. Mặc vô lưỡi có đẹp trai không em? Cho nó mập. Rồi đẹp trai không em? Rồi cái nhà căn nhà đã hoàn thành á, bây giờ mình cũng tiến hành bàn giao cái nhà cho em banh nha. Đây
nhà cũng có cái cửa nha, cho em ra vô cửa bên đây luôn nha cả nhà. Các em đương đóng là lít rưỡi đó. Đây chủ nhà, em là anh Banh nè, phải không? Đây với mẹ của em luôn. Đứng qua đây đi em. Đứng đứng cho nó. Không nó sáng đó. Cô ơi, cô này cất cái nhà được cho em Banh, cô thấy cô mừng không cô? Rồi bữa nay cũng mừng cho gia đình ha. Cô không có nhiều cũng gửi cho em Banh phần quà. Đặng có mà đặng mà gạo với nhu yếu phẩm nặng mình có vô mình dọn vô nhà mới mình có đồ để mình xài nha cô. Chúc em có nhà mới làm ăn phát tài nha em.